Quý vị đang trở lại với phần tin Á Châu và phần tin Việt Nam của đài truyền hình ABC và tin tức ta cho hay. Theo một chuyên gia kinh tế Nga, Nhật Bản lẽ ra nên tham khảo ý kiến của các nước láng giềng về việc xử lý nước bị ô nhiễm nguyên tử từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Leonid Grigoze, trưởng khoa kinh tế thế giới thuộc trường kinh tế cao cấp thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc gia, đã đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGT tại Sochi, Nga hôm thứ Tư. Hôm thứ Năm, công ty điện lực Tokyo TEPCO, nhà điều hành nhà máy điện nguyên tử Fukushima bị tê liệt, đã khởi động giai đoạn thứ hai của kế hoạch sa thải với khoảng 7.800 tấn nước ô nhiễm sẽ được đổ ra Thái Bình Dương trong thời gian từ 17 ngày. Việc xả nước nhiễm nguyên tử lần đầu tiên bắt đầu vào ngày 25 tháng 8 và toàn bộ việc sa thải sẽ tiếp tục trong ít nhất 30 năm. Nhiều nước đã lên tiếng phản đối việc xả nước nhiễm nguyên tử ra biển. Sau đợt xả thải đầu tiên, Trung Quốc và Nam Hàn đành chỉ nhập cảng toàn bộ thủy sản của Nhật Bản. Nga đã thắt chặt kiểm soát nguồn cung cá và hải sản khác từ Nhật Bản. Pakistan đặt mục tiêu tăng cường quỹ đạo tích cực trong quan hệ với Trung Quốc. Ngoại trưởng tạm quyền Pakistan Jalil Abbas Gilani cho biết mối quan hệ với Trung Quốc vẫn là nền tảng ngoại giao của đất nước ông sau cuộc gặp với quan chức hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tại diễn đàn xuyên Himalaya ở thành phố Nianjin, khu tự trị Xinjiang, phía tây nam Trung Quốc. Với chủ đề thúc đẩy sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, chia sẻ thành quả hợp tác và phát triển, diễn đàn năm nay diễn ra từ thứ Tư đến thứ Sáu với sự tham dự của đại diện hơn 40 quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế. Diễn đàn được coi là nền tảng quan trọng để xây dựng sự đồng thuận quốc tế về bảo tồn sinh thái và phát triển bền vững ở khu vực xuyên Himalaya. Sau cuộc gặp với ông Vương vào hôm thứ Năm, ông Gilani nói với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc rằng Pakistan sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để mang lại kết quả hiệu quả hơn cho hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, đồng thời đạt được các mục tiêu chính của diễn đàn. Và Trung Quốc đã thu hút 826 triệu chuyến du lịch nội địa trong kỳ nghỉ 8 ngày. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Văn hóa và Du lịch hôm thứ Sáu, Trung Quốc đã chứng kiến tổng cộng 826 triệu chuyến du lịch nội địa trong kỳ nghỉ lễ, kéo dài 8 ngày, từ ngày 29 tháng 9 cho đến ngày 6 tháng 10, kết hợp giữa Tết Trung Thu và Quốc Khánh. Số lượng chuyến du lịch nội địa của Trung Quốc lần lượt tăng 71.3% so với cùng kỳ năm ngoái và 4.1% so với năm 2019. Doanh thu du lịch nội địa đạt 753.43 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 117.32 tỷ Mỹ Kim, tăng so với cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 129.5% và 1.5% so với năm 2019. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày, các điểm du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để thu hút khách du lịch và làm phong phú thêm trải nghiệm tham quan của họ. Tiêu dùng du lịch chủ yếu tập trung ở các điểm du lịch khu nghỉ dưỡng, khu dân cư và khối thương mại. Theo Đài Bin, Chủ tịch Học viện Du lịch Trung Quốc, trung bình hơn 100 triệu người đi du lịch mỗi ngày và tạo ra hơn 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 15.86 tỷ Mỹ Kim tiêu thụ du lịch hàng ngày. Tiếp theo là bản tin từ Việt Nam. Khác với Trung Quốc, Việt Nam gặp khó về nguồn cung bất động sản. Thị trường bất động sản Việt Nam không gặp khủng hoảng dư thừa như Trung Quốc, mà gặp vấn đề về thanh khoản và đang có những dấu hiệu cho thấy giai đoạn khó khăn nhất có thể sắp qua, theo tìm hiểu của VOA. Bất động sản Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm, khi chính quyền siết tín dụng bất động sản, khủng hoảng trái phiếu khiến cho dòng vốn đổ vào bất động sản chững lại. Phân khúc trung và cao cấp đóng băng vì không có người mua, trong khi nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ lại thiếu trầm trọng. Tại Diễn đàn Phát triển Bền vững, Thị trường Bất động sản ngày 22 tháng 9, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, được báo chí trong nước dẫn lời cho biết, trong giai đoạn 2022 đến 2023, lượng giao dịch bất động sản đã giảm đến 90%. Trong khi đó, tại Trung Quốc, thị trường bất động sản nước này đã chao đảo với vụ vỡ nợ của tập đoàn xây dựng khổng lồ Evergrande,
trong khi hơn 500 công ty phát triển bất động sản khác đang tuyên bố về vỡ nợ hay không thể thanh toán nợ trong vòng 3 năm qua, theo cơ quan đánh giá tín nhiệm Standard và Poor's cho biết. Và TikTok được yêu cầu không được đăng thông tin chống phá. TikTok cần phải ngăn người dùng đăng các thông tin chống phá đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam và phải có các biện pháp bảo vệ trẻ em. Đây là một số các yêu cầu mà chính quyền Việt Nam đã đề ra với mạng xã hội này sau một đợt thanh tra toàn diện. Theo đó, TikTok, mạng xã hội được đông đảo thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng, phải cấm đăng tải hay chia sẻ các nội dung chống phá chính quyền và phải nêu rõ ai vi phạm sẽ bị xử lý đến mức xóa tài khoản vĩnh viễn, ghi thêm vào tiêu chuẩn cộng đồng yêu cầu tuân thủ pháp luật Việt Nam và thường xuyên nhắc nhở người dùng về việc này. Những yêu cầu này được đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ vào hôm ngày 5 tháng 10 để công bố kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Trang mạng Vietnam Plus cho biết, ngoài ra mạng xã hội này cũng yêu cầu phải gỡ bỏ các nội dung vi phạm, có cách làm để ngăn nội dung vi phạm được đăng lại không được phép dùng thuật toán để tạo ra xu hướng hay đề xuất các nội dung vi phạm cho người dùng, cấm tuyệt đối quảng cáo chính trị, chống đối đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam và hạn chế tin giả, tin xấu và độc. Tiếp theo, chương trình xin được tạm dừng trong giây lát và gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tử vi cuối tuần. Kính mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục theo dõi.